Alo ông à, cho tôi xin một con beat đi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Anh Em TV. Và ngày hôm nay chúng ta lại cùng đến với chuyên mục tìm hiểu điện thoại của các thành viên S Channel. Và nhân vật ngày hôm nay của chúng ta là một nhân vật mà tôi phải nói với các bạn là rất rất là quan trọng với kênh của bọn tôi. Còn vì sao thì tí nữa chúng ta sẽ tiết lộ nha. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta không ai khác chính là bạn Nguyễn Hoàng Phương Anh đến từ Hôm Nay Ăn Gì. Hello hello tất cả mọi người, mình tên là Phương Anh và hiện nay mình đang là VJ của kênh Hôm Nay Ăn Gì. Và kênh TikTok của mình là gì nhỉ? Và kênh TikTok của mình là Ngày Ba Bữa, mọi người còn thể follow tại ở đây nhá. Ở đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chiếc điện thoại của Nguyễn Hoàng Phương Anh. Thì bây giờ em đang dùng chiếc máy gì nhỉ? Hiện tại em đang dùng iPhone XR. iPhone XR à? Dạ vâng. iPhone xém rẻ, vậy thì cùng tìm hiểu xem chiếc điện thoại của Phương Anh sẽ có những gì nhá. Bắt đầu thôi. Còn gì nữa? Anh em ơi! Tin vui cho anh em sinh viên mùa Back to School. Sắp tới từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 thì 7S sẽ có chuỗi event Campus Tour tổ chức tại các trường đại học tại 7 tỉnh thành phố lớn với sự góp mặt của rất nhiều anh em reviewer, và đi kèm với đó là rất nhiều ưu đãi dành cho anh em. Ví dụ như là smartphone giảm đến 50% này, máy tính đồng loạt giảm 700.000. Và anh em nào quan tâm thì hãy nhấn ngay link bên dưới nhé. Rồi, và đây chính là cái chiếc iPhone XR của bạn Phương Anh. Thì khi mà tìm hiểu những chiếc điện thoại của những bạn nữ ấy, thì cái tìm hiểu đầu tiên với anh ấy, nó sẽ là tìm hiểu về ngoại hình. Bởi vì ẩn sau những cái lớp ốp điện thoại như này, chúng ta sẽ có những cái ngoại hình nó rất là bất ngờ. Thế là người xưa anh làm của Habu thì cũng rất là bất ngờ đấy. Rồi, chị gái đấy thì em không lạ gì nữa. Rồi, nhưng mà đó, các bạn thấy này, thì mình thấy rằng là bây giờ iPhone của Phương Anh là mua từ bao giờ nhỉ? Em mua vào khoảng tầm 2020. Các bạn thấy rằng là ở đây mình đã nhìn thấy nhá, thì cái viền của Phương Anh này gần như là viền của Phương Anh bị xước rất là nhiều luôn. Đó. Đây, xước này, em nhìn này, xước này xong nó còn trắng trắng nữa cơ em ạ. Thế nhưng mà cái phần mình thấy là cái phần mặt lưng này cũng như là cái phần màn hình của Phương Anh thì không vấn đề gì. Rất là khác với điện thoại của bạn nữ khác mình đã tìm hiểu. Không biết là em có phải là một người qua giữ gìn máy không? Thôi, để mà nói với em thì máy điện thoại cũng chỉ gọi là một cái thiết bị gọi các thứ nghe nhìn thôi, nó không thực sự quan trọng như thế. Đấy vì sao mà em không dùng dán cường lực hay là dán cái gì ở điện thoại này, em thích thì em kiểu quen tay à? Quen tay. Quen tay giống ai đó nhá. Rồi, thế nhưng mà đây thì đấy là cái ngoại hình điện thoại thôi nhá. Còn đây tôi có mở cái ốp của Phương Anh ra thì anh thấy là gì đây? It take time. Nhưng em ạ, cái này take time của em nó bị lâu quá ấy. Nên là ốp của em là nó bị ố hết rồi này. Ờ rồi, nhưng mà thật ra cái ốp này nó hay ở một cái là nó có lời nhắn ạ. Lời nhắn gì? Là cái gì cũng cần thời gian em, mọi người đừng vội nhá. Đấy. Thế là lý do em bây giờ vẫn chưa thay ốp đúng không? Đúng rồi. Thế nên nó bị ố hết ốp rồi. Vẫn cần thời gian để tìm một chiếc ốp phù hợp hơn. Rồi, và đó là về cái ngoại hình điện thoại của Phương Anh nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về cái màn hình điện thoại đi. Một cái mà mọi người nghĩ là cũng sẽ rất là quan tâm. Em có thể show cho mọi người xem một chút được không? Đây là điện thoại của mình. Đây là một bức ảnh trong một lần mình đi chụp mẫu tại đảo. Oh. Đó, trông rất là xinh xắn, rất là model đúng không ạ? Cho một brand bíp bíp nào đó. Đó. Và nếu bạn không chưa biết thì ngoài công việc của Phương Anh đấy là làm VJ của Hôm Nay Gì ra thì bạn ấy còn là một mẫu ảnh. Dáng rất là chuẩn. Đó, thế nên là có những cái bức ảnh rất là đẹp từ màn hình khóa này cho đến là màn hình nền này. Đó, màn hình nền cũng là ở trong cái hôm đi chụp ảnh ấy luôn đúng không? Đúng rồi. Đấy, rất là chuẩn nha. Brand nào mà có nhu cầu là thuê mẫu chụp ảnh thì có thể liên hệ bạn Nguyễn Hoàng Phương Anh nhé. Mình sẽ để tin tức ở dưới. Ok. Rồi, PR kéo rồi, ok. Bây giờ anh sẽ mời em đến với cái phần trò chơi để chúng ta có thể là tìm hiểu về cái điện thoại em sâu hơn nhé. Được. Đồng ý không? Được. Ok, và bây giờ chúng ta đã đến với cái phần trò chơi dành cho Phương Anh để có thể là tìm hiểu những cái sự thật về trong cái chiếc máy mà It Take Time này. Đấy. Thế đây nhá, anh đang có ở đây là 9 cái icon. Và mỗi ở đằng sau cái icon này thì nó sẽ có một cái câu hỏi để mà chúng ta có thể tìm hiểu điện thoại của em. Giờ em có thể chọn cái nào đầu tiên nào? Thích số mấy? Vào đây luôn đi, cho chính giữa luôn chính đi. Chính giữa đúng không? Con người luôn thích chọn ở giữa. Mình là người chính trực. Chính trực là phải chọn ở giữa đúng không? Dạ vâng. Đây. Nào. Hai app mà bạn thấy thú vị nhất. Oh.
Alo ông à, cho tôi xin một con bít đi. Vào việc được chưa nhở? Ok. Yeah. Represent Thanh Nhàn, anh có thể gọi em là Phương Anh. Năng suất và hay làm nên xử lý ca nào cũng luôn nhanh. Họ bảo em là chết nhưng vẫn low key yeah. Mấy chàng trai phẳng phất nhưng em vẫn lonely yeah. Không cần fame, money talk, cầm tiền về không để sót. Louis V và ăn đồ ngon, môi em hồng mà không cần son à. Dáng em đón đà, bật nhạc lên cho em mít đón đà là mọi việc xong cả yeah. Thank you.
Thank you.